Hello con. Hello teacher. Ok, mới ngủ dậy hả? Dạ. Ok, rửa mặt chưa? Dạ. Học nha. Dạ. Đây, bài của con. Bài về nhà của con này. Nào mình xem nè. Ôi, cha 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 cha, nó nhỏ quá ha. Để cô xem. Để cô xem có cách nào. Để cô xem cái bài cũ đi. Thì nó mới lớn lên chứ nó dày không có học được. Làm có thấy khó không sao mà Dạ có từ ở trong đó con chưa có hiểu á cô. ok con nó học con học hết cái này là hết thì rồi đó, hết thì của flyers rồi đó, ở trên trường con cũng sẽ học tới chừng này thì thôi. Đợi cô xíu, cô mở cái mạng là cái nó chạy đâu ta. À đây đây đây. Đợi cô xíu, cô xem đi. Đây. Yeah. Rồi, con thấy màn hình của xe chưa? Dạ rồi. Ở đâu để con mở lại cái bài của con. Yep. Ở đây. Ha. Cái này nè. Con sẽ thấy công thức của nó là làm sao. Công thức của cái thì này á sẽ là con sẽ có làm sao hè. Công thức của cái thì hiện tại hoàn thành thì là làm sao sao mãi. Là nó đã một việc xảy ra. Không, không công thức thôi. Đầu để cô xe lại với con cái công thức thôi. Mình sẽ lấy Vừa mới xảy ra đúng không? Một việc vừa mới xảy ra, mà vừa mới xảy ra. một cái mà đã xảy ra trong quá khứ kéo dài tới hiện tại và tiếp tục ở tương lai. Rồi con nhìn thấy màn hình xe không? Dạ Cái công thức của mình ở khẳng định đó thì con sẽ có này, chủ ngữ đúng không? Con sẽ cộng thấy. với past hoặc là Dạ. past Yeah. rồi past participle. Has not participle. Participle. Rồi ở phủ định thì mình sẽ làm sao nào? Chủ ngữ Chủ ngữ cộng với have have hoặc là has has hoặc và con cộng với chữ not nữa. Rồi sau đó con mới cộng với participle. Past the Ở câu hỏi thì mình làm sao con? hyperbolic. Mình sẽ đổi chữ have hoặc là has lên trên đầu. Has lên rồi mới cộng với chủ ngữ Chú cộng ngữ. với participle chấm hỏi cuối Yeah. câu. Nhớ chưa? Thì ở đây cái bài của con này đâu ngoài đâu ngoài đây ở đây ở đây con sẽ có complete bài thứ nhất nè. Complete the sentences. Ok, phần này hôm qua con làm rồi. Mà Dạ con chỉ làm exercise one phần phía trên còn phía dưới cái phần đó. sao cô thấy luôn cái phần này? Cái phần này thì sao number? Con đang làm cái phần này đúng không? Complete Dạ. the sentences. Ủa cái bài phần trên này là hồi tối hôm qua mình làm chưa? Dạ rồi. Làm hết rồi đúng không? Con sẽ Dạ. có cái phần này nè, complete the sentences with seen or for, tức là trong cái bài này con phải làm thêm cái chữ seen hay là chữ for nữa. Nhưng mà cái quan trọng là con chia cái động từ chỗ này đã. À, Dạ. ở đây câu thứ nhất con sẽ có là our family. Gia đình của Ơi. thì con sẽ dùng have
công thức là phải có pay has đã với cộng với participle, thì ngay chỗ our family là một gia đình đúng không, chỉ có một gia đình của chúng tôi thì con phải dùng has chứ. Cái chỗ này nè, mai mốt cái từ family này nó rất là khó, nó sẽ có hai cái luôn. Có những trường hợp á, là con sẽ dùng được với từ have, con sẽ dùng luôn được với cả chữ have. Hoặc là câu một này con sẽ dùng luôn được với chữ have. Khi mà con nói là tất cả mọi thành viên ở trong nhà, trong gia đình con là bao gồm ba mẹ và con, thì nó thành ra là nó là số nhiều. Thì khi nào thấy chữ family này, con chia là have, leave cũng được. Nhưng nó sẽ cũng có trường hợp nó sẽ như vậy này, nó đang nói tới một gia đình, chỉ có một gia đình thôi của chúng tôi, tức là nó đang dùng cái đơn vị là gia đình chứ không phải là các thành viên trong gia đình, con hiểu không? Thì ngay chỗ Hiểu. lastly, hai từ này. Nhưng mà bây giờ thì khi gặp cái câu này, con cứ dùng là từ hasleep này đi đã. Con sẽ chia số điện. Thì ở ngay chỗ này con sẽ có câu này là sao? Nào, participle đã. Con sẽ có has gì? Hoặc là Leave. nếu mà gia đình của chúng tôi has leave our family. Nên có sao? Mình dùng nên dùng số nhiều hay nên dùng số, mình chia số nhiều luôn thử đi, để mình tính là các thành viên trong gia đình thì nó như thế nào, để tí xem nha. Con sẽ có have gì, have đã rồi mới tới chữ leave. Leave. Cô thấy cái bài của con là thiếu have hết nè. Rồi con sẽ thấy á, cái đây á, năm 1997, tức là Since. đúng rồi, nó là mốc thời gian thì con sẽ dùng là since. Được chưa nào? Chứ mình không dùng for. For là mình dùng với khoảng thời gian. Rồi câu thứ hai, my father thì con phải dùng cái gì đã? My father thì sẽ đi với, đúng rồi, Has. past gì? Work. Worked. Rồi, as an engineer. Từ lúc đó, tức là nó chỉ là cái mốc thời gian ngay cái thời điểm đó đó, thì ngay chỗ này con có chữ then á, thì con sẽ dùng là since then, kể từ đó, kể từ lúc đó đó. Câu 3, con chưa biết cái chữ divorce đúng không? Divorce có nghĩa ly hôn á. My parents thì con sẽ thấy là gì? Có Số chữ S thì con sẽ dùng chữ H. Con sẽ dùng là have divorce. Và từ này có quy tắc nên con thêm đi vào. Con sẽ divorce. Để có đây cô gửi cho con. Ly hôn. Vậy con có từ kết hôn là gì? Con sẽ có từ marriage, là kết hôn. Hoặc là có từ là get married đấy. Cô gửi ở trong tin nhắn, tí con xem sao ha. Tiếp theo sẽ có nè, my parents has divorced more than 5 years now. Hơn 5 năm rồi, tính tới bây giờ. More. Con sẽ dùng là for more than, ha. Hơn 5 năm Model. rồi là nó khoảng thời gian. Rồi, câu số 4 thì con sẽ có cái gì nè? My sister has Has gì? Has ở đây con sẽ có là no. my sister has known, đúng không? Con sẽ có là has. No. Rồi, 6 years thì con sẽ làm là Four. con sẽ dùng là for 6 years, đúng không? Khoảng thời gian. Câu số 5 nào? Nè, nó có phủ định nữa. Thì mà con thấy ai sẽ dùng là ai gì?
Đúng à. haven't seen. À, ở đây cô thấy con là con dùng haven rồi nè, nhưng mà là haven seen chứ con này lại làm haven see rồi, con ghi nhầm hả? Rồi. Tôi đã không nhìn thấy gì của tôi từ mùa hè, từ mùa hè trước thì tức là cái này nè, last summer. Nó là mốc thời gian chứ thì con phải dùng là seen. Rồi, tiếp theo. My friend Tommy lives in the south. Rồi. Tôi đã không nói chuyện thì con sẽ có gì? Heaven gì? I thì đi với heaven này, đúng rồi, heaven gì? Heaven talked. Thêm ed vào. Được không? Rồi, con sẽ có to his for a long time thì một khoảng thời gian dài. Thì cái này con sẽ dùng for hay seen? Since À, con sẽ dùng là for chứ, for a long time, một khoảng thời gian dài. Nó đâu có cái mốc gì đâu. Thì con sẽ dùng là for. Bài này hơi khó ha. Rồi, con có câu số 7 con sẽ làm sao? À, my friend mango. À, My mango, friend mango. Thì con sẽ dùng là has has gì? has Chữ này con sẽ written written. Written me two letters. À, cái chỗ này người ta thiếu S này. Hai lá thư thì phải có S này. Từ lúc mà tôi gặp cô ấy vào cái đợt cắm trại mùa hè. Tức là cái mốc thời gian là từ cái lúc mà gặp ở cắm trại mùa hè thì con sẽ dùng since hay là for? Since. Đúng rồi, con sẽ Since. dùng. À, bây giờ con hiểu chưa? Ok. Rồi, tiếp theo cái bài ở bên dưới. Mình làm số 4 này luôn đi. Nè, fill in. Từ từ mình sẽ sửa bài đây con ha. Con sẽ có bài này con làm được hả? Rồi, cô sẽ bày con làm bài này. Fill in never or ever. À, hôm trước cô chưa dạy con cái từ ever. I have ever. In the correct place. I have been to London. Tôi đến London. Bây giờ con sẽ điền cái từ này vào đúng cái vị trí. Rồi, con sẽ có từ have. À, để cho con từ ever ha. Cái ví dụ của từ ever. Nó sẽ nằm ở đây. Cái từ ever nó chỉ nằm ở trong câu hỏi thôi. Thì con ví dụ con sẽ có là have you ever? Have you ever seen? Xin Hà Nội. Ví dụ như Hà Nội Church đi. Con đã bao giờ nhìn thấy nhà thờ lớn không? Have you ever seen Hoàng Kim Lake? Bạn đã bao giờ nhìn thấy thì ngay cái chỗ này cái chữ ever nó sẽ nằm trước cái past participle ở trong câu hỏi. Được không? Con sẽ có have you ever seen Hoàng Kim Lake? Rồi, thì ví dụ con đã thấy rồi thì con sẽ trả lời là yes, I have. Hả? Vậy thôi. Yes, I have. Và nếu con chưa nhìn thấy thì con sẽ trả lời là no, I haven't. Được chưa? Con sẽ có, rồi còn cái chữ never này nè, thì khi nào nó cũng sẽ nằm ở giữa là cái hôm trước cô có nói từ never rồi đó, nó cứ sẽ nằm ví dụ như I have never. Nó sẽ nằm trong câu khẳng định. Ha. Không bao giờ này. I have never seen Hoàng Kim Lake. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồ Hoàng Kim. Vậy thôi. Thì nó sẽ nằm giữa have và participle. Con thấy chưa? Bây giờ, ví dụ như tiếp con sẽ làm sao nào? I have been to London. I have never Bin. been to London. Ok. Rồi. Bây giờ con sẽ có câu số 2 thì con điền từ gì? Câu hỏi thì mình sẽ điền từ gì nào? Ever. Ever. Con sẽ làm sao? Ever.
Have you ever seen the Eiffel Tower? Rồi, à, con sẽ có là Have you ever seen the Eiffel Tower? Con có Eiffel Tower, con có biết Eiffel Tower không? Dạ không. Eiffel Tower là cái tháp Eiffel đó, con sẽ có từ Tower là tháp Eiffel hả? Dạ. Rồi, tháp. Con sẽ có ví dụ là Eiffel Tower. Rồi, con làm cái câu bên dưới nữa cho cô xem. Yeah. Skating rink là cái gì á cô? Skating Skating rink. on the skating ring, skating ring. Con sẽ có là cái thanh trượt ạ. Cái sân trượt à, ở cái sân trượt ba. Rồi con có từ câu đó nghĩ là gì nào? Nó trượt trên cái sân trượt Martin. I have never skate on the skating rink. I have never skate on the skating rink. Con có biết cái từ skate này nghĩa là gì chưa? Là trượt Đúng rồi. trượt ván. Trượt ván. À, trượt tuyết. Skating đó, nó sẽ là trượt trượt tuyết đó con. Skate là trượt tuyết. Và con sẽ có skating ring. Sông trượt băng, sông trượt tuyết. Rồi tiếp đi nào, câu bên dưới đi sao mai. Sam has never been to a football match. Ok, number five, have you? Have you ever flown to À, con sẽ có từ flat. Foul, foul, lưu, lao, flow, lao nghĩa là Không bay, hề. không, Chú hề hả? cloud mới là chú hề chứ con, bay tới, bạn đã bao giờ bay tới Madrid chưa? Fly, lưu, flow, con sẽ có từ fly này, cái từ này, fly là bay, thì nó con sẽ có từ lưu và flow là bay. Rồi tiếp theo, câu tiếp theo, have you, à sorry, we have gì con, We have never traveled by ok, number seven. plane. Please has never booked a trip to À, Morocco là một đất nước ở châu Phi ha. À, Nam Mỹ, để cô xem. Morocco nó ở châu Phi. À, anh chắc. Morocco là nước Maroc á, là nó ở châu Phi ha. Châu Phi, Morocco là nó thuộc châu Phi nha con. Nó tên tiếng Việt của mình là Maroc đó, nước Maroc đó. Con sẽ có từ book mà nó động từ á,
thì nó sẽ có nghĩa là đặt, con đặt khách sạn hay là đặt tour gì đó thì người ta sẽ nói là book ha, chứ không phải là cuốn sách đâu con nhé. Book a trip, ở đây con sẽ có book a trip. Rồi tiếp theo nào, con sẽ có câu số 8 nào. Has Tom ever cooked Đúng rồi. Nào câu cuối nào. never flown in the helicopter. Ok. They have a flow in a helicopter. Have a never flow in a helicopter. Rồi, con sẽ rồi, con hiểu hai bài này chưa? Rồi. Được rồi, ok. Bây giờ con sẽ xuống cái bài bên dưới nè. Ở bài bên dưới con có cái gì đây? Ở đây con có từ already. Đó. Ready. Để xem. À, con đã làm. À, từ Z. Sao con biết hôm bữa trước cô chưa dạy con từ Z mà sao con biết là từ Z đặt cuối câu vậy? Hôm bữa cô có nhắn cái câu mà con chưa có ăn tối, cô có nhắn cái câu À. mà I have not Ok, đúng rồi đó. Thì con sẽ có yet. là chữ Z mình sẽ dùng trong câu phủ định, đúng không? Còn already á, con sẽ dùng trong câu khẳng định. Already nghĩa là gì sao Mai? Sẵn sàng hả cô? Đúng. Sẵn sàng. Vừa mới cái gì đó vừa mới xong. Ví dụ như I have already put my clothes. À, tôi vừa mới mặc xong quần áo ha. Đó, already vừa mới. Already là vừa mới xong. Thì ở đây con sẽ có là cái gì, Nick had drunk a cup of coffee, thì con sẽ thấy này, câu nào á, mà khẳng định á, thì con sẽ dùng already, đúng không? Thì ví dụ như câu này, câu số 1 con sẽ thấy là nó đang khẳng định này, thì con cứ đặt cái từ already nó vào giữa đây thì con sẽ có gì, Nick gì. Nick has already drunk a cup of À đúng rồi, Nick had already. Rồi, drunk a cup of coffee. Drunk là nghĩa là gì con? A cup of tea, sorry, a cup of tea. drunk là drink. Drunk là gì? Drink. À, drink, ok, baptismal of drink. Rồi, con sẽ thấy cái câu số 2 nè, thì con sẽ làm sao cái gì? Scrap. Scrap á, nó là sweep. Còn có từ sweep là nghĩa là quét dọn á. À, con sẽ có từ sweep. Quét dọn. Thì participle con sẽ có là scraps, scraps, scraps. Để cô ghi cho con luôn. Rồi, con sẽ có gì nữa nào? Câu vậy câu số 2 cái gì? Tôi chưa quét cái sàn này nó vẫn rất là dơ. Thì con có thể ghép lại thành một câu gì? Câu này nó khó à. I haven't swept. I haven't gì? Rồi, swept. Swept. The floor. Nhưng mà nó còn nghĩa là it's very dirty, thì con sẽ dùng cái chữ dirty vào đây luôn. Cái câu này nó hơi khó, cái phần này khó quá. Con sẽ làm là I haven't swept the dirty floor. Phần này khó quá ha. Yet. Tôi chưa có quét cái sàn nhà bị bẩn. Rồi. Câu số câu tiếp theo đi nào con. Câu tiếp theo. She has already seen She has already seen this film. Okay, number four.
The boys have already broken a new A new vase. Vase nghĩa là gì con? Vase. face. Cái Vase là cái chậu hoa. Flower vase á. Vase là cái chậu hoa. Chậu, chậu thôi chứ không phải là cái chậu hoa được. Con sẽ có flower vase mới là chậu hoa. Rồi, tiếp. Tiếp đi số con. 5. À, câu số 5 nè. Mình trả lời câu hỏi hả cô? À, câu số 5 này á. À, chà 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 chà. Nó sẽ có bạn đã copy, bạn đã sao chép ha. Con sẽ có từ copy. Copy nó có nghĩa là sao chép. Và quá khứ con sẽ đổi y dài thành y ngắn và con thêm y đi. Sao chép. Rồi. Thì khi mà vậy thì con sẽ nó sẽ con này nó bạn đã copy xong cái bài test chưa? Have you copy the test yet? Ha, cái câu này thôi con hỏi nè. Ừ. Rồi. Ở đây nhưng mà con hiểu được cái chỗ này thôi là được rồi. Ví dụ ở đây con sẽ qua cái từ just con sẽ đặt ở đâu nè? Nó cũng sẽ đặt ở giữa, ví dụ như con sẽ có cái câu này they just nó cũng có nghĩa là vừa mới ha, vừa mới, hai cái already cũng là con làm cái việc đó vừa xong rồi, cái và cái từ just này cũng vậy, con vừa mới gì đó, vừa mới làm gì đó thì con dùng hai cái từ này. Ví dụ như ở câu thứ nhất con sẽ có là đây nè, con sẽ đặt cái từ just ở đây, they have just nó cũng cứ ở giữa từ have và participle thôi. They have just gone. Going to Yes. the cinema. À vậy là vừa mới tới thôi đó. Chứ phải chưa phải tới lâu. Rồi, cinema. Rồi, tiếp theo. Number 2 nè, con sẽ làm sao? Has Đúng rồi. just met her friend. Giỏi. Kate has just met her friend. Đúng rồi. Tiếp đi con. Câu tiếp theo nào. She has just invited her À. friends to À, thêm ED vào thì mình sẽ đọc là invited. She has just invited her friends to the party. Ok. Rồi. Vậy á, thì còn bốn câu dưới. Con về con làm cho cô. Con chỉ làm cái phần này thôi. Dùng cái từ just thôi nha. Con viết ra phía ngoài cũng được sao mà không khỏi cần viết vào trong đây cho nó khó, con viết vào con đánh máy con đánh lên cái câu đó thôi cũng được. Ok rồi, bây giờ con phát ra mình vào lại, cô sẽ dạy phần tiếp theo cho con nhé. Ok. Ừ.